Em chào anh ạ. Ôi, có phải là anh Hà Tiến Phu không ạ? Chào anh. Ủa thế anh hôm nay là đến đây là để tham quan hay là để mua máy tính ạ? Em mua máy tính để làm stream, em tính lắp một máy mới. À, mua máy tính làm stream. Ờ thế anh đã có cấu hình trong đầu sẵn chưa? Ừ, em có hết rồi. À ok. Ủa thế anh đợi em tí nhá. Em lên tập có tí việc đã. Ok ok. Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Hacom. Các bạn thấy chúng mình đang có mặt ở đâu ạ? Chúng mình đang có mặt ở sân bay Nội Bài. Và để làm gì Hoàng? Và để chúng mình tới, đó chính là một cơ sở mới mà cũ, chính là Hacom Hồ Chí Minh City. Đó. Và bây giờ thì được giờ đi thôi. Ok. Ôi, từ từ bác chị. Ô, đến đây này. Hay gáo mọi người. Ờ, đúng không nhỉ? Các bạn ơi, chúng mình đang có mặt tại địa chỉ là 520 đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đây chính là cơ sở showroom của Hồ Chí Minh Hacom. Bây giờ các chân mình vào đi, háo hức quá. Rồi. Wow. Đẹp. Thực sự em cảm thấy đây là một cái showroom rất là rộng, ông có thể gọi là ngang cơ với cả Thái Hà chỗ ngồi chúng mình làm việc đấy. Đúng rồi. Về không chỉ là về số lượng hàng này mà còn là diện tích nữa cơ. Đấy, chị có nhìn thấy không? Úi dồi, cái phong cách thiết kế của nó vẫn là Hacom nhưng mà hiện đại lại vô cùng là nhẹ nhàng. Đúng vậy, mình cảm thấy là cái showroom ở địa chỉ 520 đường Cách Mạng Tháng 8 tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh này, mình cảm thấy là nó cực kỳ rộng rãi và có rất là nhiều không gian để cho khách hàng có thể dễ dàng tham quan trải nghiệm một cái trải nghiệm mua sắm nó gọi là tuyệt vời hơn. Và các bạn cũng nhận thấy là những cái đặc điểm chung của trong ngôn ngữ thiết kế của những cái chiếc showroom đến từ Hacom. Và cái này thì có thể coi là câu lạc bộ showroom bây giờ nâng cấp đi, 20 tỷ. Không phải là 10 tỷ anh em ạ, là 20 tỷ, 30 tỷ luôn đấy chứ. Đúng. Chứ không phải chỉ 10 tỷ đây, nha. Đặc điểm chung đây, chúng ta đi ra ngay đằng sau phía mình với Hoàng đây, các bạn thấy là nếu mà anh em thích mua cạc màn hình đúng không? Và đang là những anh em thờ thủ. Ôi dồi ôi, đây là một dàn cạc từ những hãng lớn nhất hiện tại luôn. Gigabyte này, Asus này, Asus này, Mari đấy, những dòng cạc ví dụ như là dòng cạc 30 này, dòng cạc 6000 của AMD này, đấy. Thậm chí là có những cái dòng cạc mà thấp hơn, thấp series 1000 hoặc là 2000. Những cạc bây giờ đang được giảm giá cực kỳ là mạnh, ví dụ như là 1660 này, Super Ti này, 2060 này, cực kỳ là đáng mua, cũng có mặt ở đây luôn. Chị Phương nhá, bốc lên một cái cho em. Đây nha, một chiếc 1660 Ti đó của Nvidia. Đấy nha, rồi. Quá hợp lý luôn. Đó, anh em có thể lựa chọn đầy đủ này. Và nếu mà đầy đủ linh kiện luôn. Anh em không phải là một người mà thích chơi cạc mà lại muốn mua CPU mới cơ thì đây sẽ có những chiếc cạc mainboard, những chiếc đấy mainboard mới nhất luôn đúng không ạ? Đấy. Z690 Arus. Arus Elite đó, để cho anh em phục vụ cái nhu cầu mua CPU, build PC của anh em đầy đủ tại gọi là Hồ Chí Minh. Đó, Hacom Hồ Chí Minh rồi đấy. Rồi, thế thì ui, nhưng mà có main có cạc CPU đâu rồi chị ơi? CPU ở phía này mọi người theo chân mình như Hoàng nhá. Đây, đó, đây là CPU của ta. Thì anh em mua đúng không? Đây CPU đây, những cái dòng ví dụ như là i3, i5, i7 cả mới lẫn cũ để phục vụ cho anh em luôn. Những em nào mà đam mê màu đỏ đúng không? Đam mê Ryzen thì phía bên trên này đây có Ryzen 5 và Ryzen 7 cho anh em sử dụng mua và lắp máy tính. Đó, nếu mà ai mà không muốn gọi là build những bộ máy tính cực kỳ là khỏe mà chỉ muốn văn phòng không thì Pentium cũng được có đây. Có Pentium luôn đấy. Pentium trưng bày đầy đủ tất cả các dòng CPU hiện nay. Lắp xong CPU rồi thì chúng ta phải đến ngay với một đôi bạn cùng tiến, đó chính là tản nhiệt. Đây các bạn, ngay ô bên cạnh luôn. Và chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn cho mọi người nhá. Ví dụ như là tản nhiệt khí này, rồi là tản nhiệt all-in-one này, hay là những bạn nào mà lắp những con chip ví dụ như Pentium như Hoàng vừa giới thiệu thì chúng ta sẽ có một những cái sự lựa chọn từ giá rẻ cho đến giá cao. Ví dụ như con này CR1200 có 3000 rồi. Đấy, 2.9. Và nếu mà anh em đi ETX đúng không? Chơi ETX đây cũng có đồ phục vụ cho anh em luôn. Đấy, đây chiếc tản low profile của Noctua để giúp anh em có được bộ máy mua CPU mát nhất khi mà anh em dùng máy tính nhá. Rồi, thì cái khu vực máy đây, khu vực ngay bên cạnh của mình. Nếu mà anh em muốn gọi là được tư vấn này, cấu muốn hình, được mua hàng, muốn sử dụng cấu hình thì khu vực bên này đây sẽ là những chiếc bàn để cho anh em có thể ngồi vào và trải nghiệm những bộ máy tính khác nhau với mức cấu hình khác nhau. Ví dụ như đây, đây là bộ máy tính đi nước đây, nhìn trông đẹp, nhìn trông xinh, nhìn trông sáng đẹp vô cùng. Đó, bỏ cây cũng rất là độc lạ. Đây là khu vực để anh em kiểu nói chuyện này, ngồi từ nghe tư vấn này của anh tư vấn bên Hacom chúng mình. Đấy, anh em chưa biết đồ nước đúng không? Đây, một bộ máy tính nước luôn. Nhớ đâu vào mua cái bàn phím, ra ngoài là bộ PC 100 triệu với cả đồ nước IK thì sao? Đúng. Đó, thôi bây giờ mình qua bên kia mình xem view tí nhá. Đây đằng sau có rất là nhiều những cái sản phẩm để có thể giới thiệu cho các bạn. Bây giờ chúng ta cứ đi hết một vòng đi, được không? Okay. Rồi lát nữa mình sẽ sang bên kia. Đây mời mọi người theo chân mình với Hoàng nhá.
Rồi, và phía bên này thì sẽ là những cái thiết bị gọi là hỗ trợ đời sống cho anh em. Đó, chúng ta sẽ có những cái dây này, những cái cục router mạng này, router wifi này, những cái USB wifi này, cạc wifi này. Đó, và sẽ còn có cả các switch nữa nếu mà anh em muốn gọi là tạo nên một cái server nhỏ nhỏ trong nhà của mình, hoặc là phục vụ cho cái mục đích cho công ty, cho doanh nghiệp của anh em. Đúng rồi, đó. Nói chung là bây giờ là Hacom đang hướng đến đối tượng người dùng đa dạng hơn, không chỉ là những cái linh kiện máy tính rất là phổ thông mà những thiết bị như là thiết bị siêu thị hay là phục vụ nhu cầu máy chiếu, máy in hay là camera, chúng mình cũng đều có thể phục vụ cho tất cả các khách hàng của Hacom nhé. Camera này, đây chúng ta sẽ còn có những cái thiết bị này hỗ trợ cho live stream cái kiểu này, hoặc là đây, đây có webcam này, Hi-Ki Vision đấy, để những cái webcam để giúp cho anh em có thể học, không chỉ học online nhé mà có thể live stream nữa, Full HD anh em ơi, đẹp lắm. Còn nói đến cam đúng không? Thì tất nhiên rồi, anh em sẽ quan tâm tới một thứ nữa về những cái ngôi nhà của mình. Đó chính là về bảo mật security đấy. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có những camera an ninh. Đó. Để giúp cho anh em gọi là lựa chọn những cái sản phẩm này, thì anh em có thể nói chuyện với những anh em tư vấn để biết đâu là cái gọi là cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu, đáp ứng được cái kích cỡ nhà, đáp ứng được cái gọi là cái loại trộm mà vào nhà anh em. Đó. Anh em bảo là ui dồi, mua cái này xong làm sao mà xịn được. Ui dồi, này. Đây, mình bằng chứng thép luôn. Đây. Đây nhá, đây là cái webcam, à nhầm, cái cam an ninh đang ở phía trên lầu 1 của Hacom chúng mình. Bây giờ mình lên nó cho anh xem. Đây, mọi người sẽ nhìn trực tiếp ở trên video để thấy xem là có xuất hiện ở trên cái video này không nhỉ? Hoàng bị sao đấy? Oh, hello. Chào Hoàng. Đấy, và ngay sau đó một giây thì Hoàng sẽ lại xuất hiện ở đây và tiếp tục cùng với Phương là tham quan showroom. Em thấy sao? Em thấy sao? Tầng 2 đẹp không? Vâng, tầng 2 rất là đẹp. Tí nữa anh em lên nhá. Tí nữa lên nhá. Bây giờ thì di chuyển tiếp với chúng mình đến vị trí ngay trước mặt đây. Đó là những chiếc arm. Những chiếc tay có thể gắn đấy. Màn hình ở trên gọi là có thể đa dạng hơn trong cái tư thế của mình ngồi với tư thế việc công việc làm việc. Và nhìn chúng nó gọi là đẹp hơn nữa anh em ạ. Cái bàn của mình sẽ đẹp hơn. Và ngoài những cái chiếc màn hình này ra, những chiếc chân màn hình này ra thì chúng mình sẽ có rất rất là nhiều những mẫu laptop ở khu vực này. Đó, anh em thấy điểm nhấn đây, có laptop của HP này, laptop của Acer này, laptop của Asus này, đáp ứng được tất cả các nhu cầu sử dụng, chơi game, làm việc của anh em. Đó, từ những cái cỡ màn hình từ 13 inch cho đến bây giờ 15, 17 inch cơ để giúp cho anh em gọi là có thể có trải nghiệm tuyệt vời nhất với chiếc laptop của mình. Đúng vậy. Đó. Và mình cũng nhận thấy là nhu cầu ở trong khách hàng ở trong khu vực Hồ Chí Minh có vẻ là yêu thích sử dụng cái sự tiện lợi nhiều hơn, thế nên là mọi cái người... gian trưng bày này được ưu tiên rất là nhiều cho những vị trí laptop rất nhiều hãng luôn. Và đây mọi người thấy một chiếc máy rất đẹp, MacBook Pro M1 8 nhân CPU, 8 nhân GPU. Đó. Đấy, một chiếc M1. Và nhưng mà em thấy, tại vì em là một người đam mê PC bình thường mà, PC cây ấy. Đúng. Em lại nhìn vào những cái dưới này cơ chị ạ. Đây, đây. Những cái phía okay, dưới này. Ok, chị hiểu, chị hiểu. Đây, bên dưới hoặc là phía bên phải đúng không ạ? Phía bên phải có rất nhiều vỏ cây đặc sắc. Đó, ví dụ như những cái vỏ cây đi chợ. Inwin này. Đấy, vỏ cây đây là của Zonbo nhá. Zonbo này, Inwin này. Vỏ cây Inwin nhá. Đó. Đây hai vỏ cây Inwin luôn nhá. Đấy, à không, đây là Lian Lian liên liên anh em ạ. Đó. Và mọi người có nhớ cái thùng rác này không ạ? Trong một livestream gần đây của Hacom thì Hoàng đã lắp và rất tâm đắc với cái thùng rác màu trắng này. Và có một cái phiên bản màu đen nữa cho mọi người lựa chọn nhá. Đấy, nói chung là có rất nhiều các loại vỏ cây. Nhưng mà nói vỏ cây đủ đấy, mình để mình ra ghi ở chỗ kia anh em nhá. Sao em cứ không đi theo thứ tự nhỉ? Đây, ngay phía bên tay phải mình có cái gì đây ạ? Có màn hình thì review cho các bạn màn hình. Phải đi đúng theo thứ tự chứ nhỉ? Đây, một khu vực cũng rất là đẹp để cho mọi người có thể gọi là ngồi chờ. Ở đây, một cái khu vực rất là giải trí đúng không? Để cho chúng ta ngồi chờ, ví dụ trong thời gian build máy, lắp đặt máy. Đấy, thì các bạn có thể ngồi ở đây nhá. Và ngay sau đây thì trong lúc ngồi đây tiện thể thì tư vấn các giải pháp ở đây và ngắm những chiếc màn hình đang có sẵn ở đây ạ. Đó. Đây, để mình đứng bên này nhá. Những chiếc màn hình này sẽ đầy đủ tất cả các kích cỡ này và đầy đủ các nhu cầu cho anh em có thể sử dụng này. Có những chiếc màn hình gaming này, 144Hz, 240Hz này, hay là những chiếc màn hình kiểu phục vụ cho văn phòng thôi, đúng là rồi. Những phòng giá rẻ thôi. Đây, những chiếc màn hình chỉ 3 triệu, 2 triệu các kiểu này. Đó, hoặc là những chiếc màn hình dành cho đồ họa. Đó. Đấy, không để thiếu điều đó được. Đúng rồi. Tất nhiên rồi. Nói chung là cái đầy đủ tất cả các mọi cái có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của anh em này, làm việc này, chơi game, đồ họa này, học hành này, vân vân. Đấy, chắc chắn thế, luôn. Thế thì bây giờ nhá, sau khi xong màn hình rồi thì chị sẽ cho em sang với khu vực kia mà em yêu thích không, được chưa? Không, dỗi. Dỗi á? Ra xem ra. Ok, em muốn xạo được. Let's go. Đây, ngay trước mặt mình và Hoàng đây chính là quầy ở phía bên này nhá. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái sự lựa chọn về RAM, về bộ nhớ trong của có thể là PC, có thể là laptop, vân vân đúng không? Và hiện nay đương nhiên là chúng ta sẽ có những cái phiên bản về RAM DDR4 hay là RAM DDR5, RAM LED hoặc là không LED, đầy đủ cho mọi người hết. RAM biết sáng màu đen, chị buồn cười này. Biết sáng màu đen, ok. Và đầy đủ các cái loại burst luôn. Đúng, đấy. Burst luôn. 2066, 3200, 3600, 4500, 4400, 5000, 6000, vân vân. Đấy, từ Arata tới cỏ xe, từ XPG đến cả ở cơ sở kêu luôn đó.
Nhưng mà nếu mà anh em ấy không muốn mua RAM đúng không? Mà muốn mua những cái bộ gọi là ổ cứng thì chúng ta sẽ có ổ cứng ở dưới đây. Đấy, phía dưới này chúng ta sẽ có ổ cứng. Dưới này có ổ cứng, ngoài ra có các hub chuyển đổi nữa để cho các bạn dễ dàng hơn trong việc gọi là sao lưu dữ liệu rồi là kết nối các thứ. Và rất là đặc biệt trong cái dịp mà mình vào Hacom ở Hồ Chí Minh này công tác thì có một cái đợt sale họp đó. Mọi người có thấy là khu vực ở đây để riêng để trưng bày những cái sản phẩm được sale họp trong cái khoảng thời gian này. Mọi người có thể tham khảo hoặc Hoàng có thể đặt một vài mã sản phẩm cho các bạn tham khảo. Như đây, chiếc bàn phím IKBC này đã được giảm giá với mức giá chỉ còn có 1.4 triệu, điên rồi. Cherry MX luôn, PPT đã bổ sót luôn. Mọi người nhanh chóng nhá. Đây, toàn bộ những cái sản phẩm được để ở khu vực này đều là những cái sản phẩm được sale off và có những cái sản phẩm được sale off rất là sâu. Và đây, Hoàng vẫn đang bị choáng ngợp bởi những cái sản phẩm sale ở đây. Nhưng mà Hoàng ơi, quay trở lại với những cái mà thứ em rất thích. Bây giờ không còn cái sự lựa chọn nào khác rồi. Bởi vì chỉ còn duy nhất khu vực Gear nữa thôi. Gear. Em có đi không? Gear là đi cả chứ, một khu đúng vực không? Đây. Vâng. Cả một khu vực đây. Đây, đây là một hình chữ L luôn để cho các bạn lựa chọn. Một nồi Gear chúng ta ở khu vực này nhá thì sẽ là những cái Gear có một mức giá cũng tương đối là hợp lý. Đấy. Còn phía bên này thì là sẽ là Gear theo chủ đề, theo hãng anh em ạ. Chúng ta sẽ có những Gear từ những hãng rất nổi tiếng này, ví dụ như là Boost của Logitech này, Razer này, Corsair này, SteelSeries này, Finco này, Leopold. Và nếu mà anh em muốn giá rẻ thì sẽ có cả Newman nữa. Rất là nhiều các option cho anh em lựa chọn này, từ tay cầm này, bàn phím này, chuột này, tai nghe này, vân vân và vân vân. Đấy, để giúp các anh em có thể lựa chọn tốt nhất thì có thể đến đây này. Và nhiều khi là trải nghiệm những cái sản phẩm đang có trên mặt, hoặc là đang có đây, trên bàn luôn. Chính cái khu vực này sẽ giúp cho anh em có thể dễ dàng sau khi mình lựa chọn được sản phẩm đấy, đúng không? Mình nói với các bạn tư vấn để các bạn có thể hỗ trợ mình có thể trải nghiệm trực tiếp tại khu vực này luôn. Các bạn cũng thấy là ở đây cũng có rất là nhiều những cái bộ PC độc lạ, các bạn thấy không? Đấy. Rất là khủng luôn. PC đây gọi là gì? PC Duo này. Duo. Đấy. Kia là phiên bản là chưa là kia là O11 Dynamic này, có sẵn tản nhiệt nước này. Đây là chiếc C700 này. Cũng rất là đặc biệt. Nhìn đẹp vô cùng này, lại có quân nhặng rồi. Và nếu mà anh em thích đúng không? Nhìn trông có này, có cả PC lốp xe. PC mod à? PC modding ấy, đấy. Và chỉ có bên Hacom chúng mình mới có những cái sản phẩm modding cực kỳ là lạ và cực kỳ là hay dành cho những khách hàng rồi nhá. Chứ hiếm mà có ai làm được đấy. Rồi, và thế là đã xong thế giới cái bên kia ở phía góc bên này thôi. Bây giờ thì mình và chị Phương sẽ lên lầu 1 và xem nó có gì nhá. Hoàng ơi, ai kìa? Ô, Hà Thế Vui vậy? Nào. Em chào anh ạ. Ô, có phải là anh Hà Thế Vui không ạ? Xin chào anh. Ô, thế anh hôm nay là đến đây là để tham quan hay là để mua máy tính ạ? Em mua máy tính để làm stream, em tính lắp một máy mới. À, mua máy tính làm stream. Thế anh đã có cấu hình trong đầu sẵn chưa? Ừ, em có hết rồi. À, ok. Ủa thì anh đợi em tí nhá, em lên tập có tí việc đã. Ok, ok. Tầng 2 này cũng chill như vậy luôn ạ. Và các bạn chắc chắn là sẽ tin lời nói của mình, bởi vì sao? Bởi vì tầng 2 này cũng rất là được nhiều cái sự ưu tiên dành cho cái không gian trưng bày các hãng laptop của chúng ta. Trên này còn nhiều hãng hơn ở dưới tầng 1 đúng không Hoàng? Vâng, nhiều hãng thật đấy. Mà trên này đúng kiểu gaming ấy, nó màu sắc nó hơi kiểu tối tối một xíu. Đúng rồi, nó gọi là góc cho gamer đó. Đấy, đó. Trông nó chill hơn. Những chiếc laptop này, ví dụ như là sẽ có khu vực của Asus này, sẽ có khu vực của HP này, sẽ có khu vực của MSI này. Đấy. Đó, và sẽ đằng sau này nữa sẽ còn rất nhiều cái đồ khác. Có cả những cái linh kiện laptop như là ba lô này, đúng không ạ? Ui rồi, hết laptop rồi thì chúng mình dạo này nhiều ghế về quá anh em ạ. Chưa kịp cất vào kho luôn đây này. Ghế cũng các thứ kiểu này, ghế của Edra, ghế của Noble Chair này, các thứ luôn để phục vụ cho anh em nhá. Những cái ghế này thì ngồi nhá, ghế gaming mà, ngồi phê lắm. Êm đấy, cực kỳ. Rất là êm nhưng mà phải có điều hòa anh em ạ. Như thế. Ui rồi ôi. Tiếp tục. Thế đeo nào mà nhiều màn hình thế này anh em ơi. Tiếp tục là series chưa kịp nhập kho bởi vì có quá nhiều hàng. Đó, đây là chiếc màn hình đeo này để giúp cho anh em này. Và đây là chiếc U2422H và chúng mình đã test con này rồi. Màn hình chất lượng màu rất là tốt, thiết kế ngoài cũng rất là đẹp. Và đây là một trong những chiếc màn hình rất là đáng mua của Dell nếu mà anh em có làm đồ họa nhá. Và phía bên góc bên này đây là một góc rất là bình chilling. Đó. Bình chilling. Anh em ơi, anh em thấy gì đây không ạ? PS4 đấy ạ. Trong lúc mọi người ngồi chờ bảo hành lại hay chờ BPC thì có thể giải trí chơi game ở trên con PS4 này. Nhưng mà ngày hôm nay thì đơn hàng bọn mình hơi quá tải một xíu nên là gần như là từ bộ phận kho đến đây là nó bị tràn ra đây một xíu thôi. Lát nữa đơn đi là có thể là anh em phải trải nghiệm thoải mái. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái góc chill gọi là ngồi chờ tương đối là giống với tầng 1 đây. Và ngoài ra thì cũng có cả một cái khu vực mình thấy khá là heo, ví dụ một cái cột tròn ở đây trông chill nhỉ, giống quán cà phê. Em gì vậy hả? Em nằm nghỉ tí thì em chuẩn bị ra kho chị buồn cười. Tao nghỉ nữa đây. Đây là chỗ của khách hàng, đây là chỗ của khách hàng. Khi nào em là khách hàng thì em sẽ được quyền thoải mái nào ở đây được không ạ? Okay. Bây giờ chúng ta còn sang với khu vực kỹ thuật bảo hành nữa. Đây. Let's go.
Đấy, anh có thể nhìn thấy. Em có thể nhìn thấy ở đây. Đó, rất là nhiều các bộ máy đang được build đây. Rất là nhiều các vỏ cây đang được chờ để được build này. Không chỉ là những cái vỏ cây về gọi là văn phòng mà còn có những vỏ cây như anh em kia mình nữa. Và hôm qua ấy, mình đến đây, ui dồi ôi, có hai bộ nước to đùng 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 xếp ở đây. Hôm qua mà buổi tối và muộn quá rồi mình chưa kịp quay anh em ạ. Thế buồn ấy. Tiếc à? Tiếc quá. Đấy. Và bây giờ trong thời điểm mà chúng mình đang quay này đang là giữa trưa 12 rưỡi 1 giờ, mọi người vẫn thấy là các anh em kỹ thuật đang miệt mài lắp PC bảo hành các thứ vân vân. Mà mình cũng thấy là cái bàn kỹ thuật ở đây nó dài cực kỳ luôn mọi người. Có thể gọi là để một lúc rất là nhiều bộ PC ở đây để phục vụ mọi người. Và như chúng mình đã giới thiệu thì đến với cái phần kho vô cùng open của chúng ta nào. Rồi. Và đây là cái kho của chúng ta. Thì nếu mà anh em mua hàng, mua đồ ấy thì sẽ đưa cái hóa đơn lên đây và để có thể nhận hàng ở khu vực này. Thì cái showroom Hacom Hồ Chí Minh ấy, showroom quận 3 nhỉ? Đó. Thì đây là showroom đầu tiên có cái phong cách gọi là kho mở như này. Và từ đấy các showroom khác của Hacom chúng mình gọi là thực hiện cái gọi là quá trình kiểu tái tạo lại cái kho và khiến cho nó cũng nhìn trông như này để giúp anh em có thể nhìn là đồ nào đẹp này, đồ nào xịn này, đang có những hàng nào này. Ví dụ như này, anh em nhìn này. Một màu xanh tuyệt đẹp luôn mà ai nhìn vào cũng mê. Đứa con trai nào nhìn vào cũng cảm thấy hạnh được hết cả người. Đó. Và phía bên sau đây sẽ còn này rất là nhiều các thứ khác này. Có mainboard này, có CPU này, nữa. Có gear này. Đó, đằng trong sâu sâu trong kia thì còn có cả tản nhiệt nước này, các thứ kiểu nữa để phục vụ được cái nhu cầu của anh em nhá. Nếu mà cái kho này nó cao như kho của Linh Đàm thì mình với Hoàng cũng sẽ đi vào để review chi tiết cho mọi người. Nhưng mà đây mọi người cũng thấy là cái cấu trúc mở như này mọi người có thể nhìn thấy ngay từ lúc bước chân vào đây rồi. Và anh em làm khách không anh em? Ngó vắt dễ không à? Đấy nhá. Ok, thì chuyến thăm showroom Hacom Hồ Chí Minh chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Và cái showroom này thực sự mình gọi là xem hết từ chiều X, chiều Y, chiều Z rồi. Hoạt động từ 2 năm rồi mà mình vẫn cảm giác là như mới, như lần đầu tiên gặp. Đi khai trương cơ sở mới đúng không ạ? Trông mưa bóng à. Nhắc lại một chút về địa chỉ của showroom này, đó chính là 520 đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người nhớ ghé qua nhá. Và hãy chờ đón những cái điều thú vị, những điều bất ngờ mới của chúng mình tại Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.